Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, cùng với việc chăm lo giáo dục đại trà, tỉnh Yên Bái đã tập trung quan tâm cho giáo dục mũi nhọn, nhờ đó trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, toàn tỉnh Yên Bái có 26 em đạt giải, tăng 1 giải so với năm học trước, đứng thứ 35 trên 69 hội đồng thi trên toàn quốc và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc về số lượng giải. Với thành tích 10 năm liên tục đạt học sinh giỏi, em Phạm Ngọc Hà, học sinh lớp 11 chuyên sinh, là tấm gương tiêu biểu của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Được sự quan tâm của thầy cô giáo, sự động viên của gia đình và sự nỗ lực của bản thân, nên trong suốt 10 năm học qua, Hà luôn đạt học sinh giỏi. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia 2020-2021, em đã xuất sắc giành được giải nhì môn sinh học, đem vinh quang về cho tỉnh nhà. Rất là vui tại vì môn sinh học là một trong những bộ môn yêu thích của cháu và cháu đã theo đuổi từ những năm học cấp 2. Và cháu thấy rằng là sinh học là một bộ môn thực nghiệm, nó cần sử dụng đến tư duy và thực hành nhiều hơn là những gì mọi người nghĩ về nó, đấy là chỉ học thuộc trên những trang lý thuyết. Và cháu đang tiếp tục theo đuổi con đường, theo đuổi bộ môn sinh học để trong tương lai là cháu ước mơ là có thể trở thành một sinh viên của trường Đại học Y khoa Hà Nội để có thể trở thành một bác sĩ giỏi và chữa bệnh cho mọi người ạ. Năm nay là một trong những năm mà đội tuyển quốc gia bộ môn sinh học giành được những thành tích vượt trội so với những năm trước. Trong đó có em Phạm Ngọc Hà, em Nguyễn Thế Phương là hai em thành tích nổi bật đã giành được giải nhì cấp quốc gia và ở cái thang điểm là top đầu trong cái số giải nhì. Bằng cái sự nỗ lực đam mê, em đã nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tích cao. Nhiều năm tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp, em Lê Quốc Tiến đã sở hữu nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học này, với giải nhì môn hóa học cấp quốc gia, em là một trong 32 thí sinh trong toàn quốc được chọn tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic hóa học quốc tế vào tháng 3 tới. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Lê Quốc Tiến, lớp 12 chuyên toán tin, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Cháu nằm trong top 32 học sinh có điểm cao nhất cả nước thì cháu được tiếp tục lựa chọn để tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và cháu sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và mọi người đã đặt kỳ vọng vào cháu. Hiện tại thì chúng tôi cùng với lại em đang hết sức cố gắng để bạn có thể tiếp tục là phấn đấu và đạt được kết quả như mong muốn. Hy vọng là với sự nỗ lực của bạn thì bạn sẽ đạt được thành tích cao trong cái đợt thi tới. Còn em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12 chuyên văn cũng xuất sắc giành giải nhì môn ngữ văn cấp quốc gia. Trong suốt quá trình học tập, Thảo đều đạt học sinh giỏi và giành nhiều giải trong các cuộc thi. Trước đó em đạt huy chương bạc tại hội trại hè Hùng Vương và giải khuyến khích hội thi các trường khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cháu cảm thấy rất là hạnh phúc và vui mừng. Cháu cảm thấy rất biết ơn bố mẹ và thầy cô và bạn bè đã luôn ở bên giúp đỡ và động viên cháu những lúc mà học cảm thấy khó khăn. Cháu cảm thấy môn văn là một bộ môn khoa học rất nhân văn và giúp con người ta trở nên người hơn. Khi học văn thì cháu thấy là cháu cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người hơn. Em Nguyễn Thị Phương Thảo thì là một học sinh mà tôi đã dìu dắt từ khi em bắt đầu ôn thi vào lớp 10. Điều tôi cảm nhận được của em ấy đó là một cái sự chăm chỉ, nỗ lực cần thiết, luôn luôn trong mọi cố gắng thì em trong luôn luôn trong mọi trường hợp thì em đều cố gắng cả, em đều cố gắng và chịu khó lắng nghe các thầy cô. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái đạt 26 giải, trong đó có 5 giải nhì, tăng 1 giải so với năm học trước, 8 giải ba và 13 giải khuyến khích. Tất cả 26 em đạt giải đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Kết quả này đã khẳng định vị thế và chất lượng của nhà trường trong suốt những năm học vừa qua. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục phát huy cái truyền thống dạy tốt học tốt và đặc biệt là cái giáo dục mũi nhọn thì chúng tôi đã lên ngay từ bây giờ chúng tôi đã có kế hoạch cho cái kỳ thi chọn học sinh giỏi của năm học tới và chúng tôi đã sẽ triển khai ngay sau Tết thì cũng đã bắt đầu bắt tay vào cái kế hoạch triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi một cách đều đặn dài hơi và hy vọng như vậy thì kết quả nó sẽ càng ngày càng có những cái bước tiến vững chắc và chúng tôi sẽ cố gắng để phát huy được cái truyền thống nhà trường trong cái công tác giáo dục và thành tích cao. Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 55 học sinh tham dự. Ở 9 đội tuyển thì có 26 học sinh đạt giải.
Các môn đạt kết quả cao như sinh học, ngữ văn, hóa học, vật lý và địa lý. Tỉnh Yên Bái xếp thứ 35 trên 69 hội đồng thi trên toàn quốc và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc về số lượng giải. Kết quả này đã làm rạng danh quê hương, làm cho mùa xuân Yên Bái thêm đẹp hơn. Một mùa xuân mới đang về, mang theo ước vọng về một năm mới thành công. Trên hành trình chinh phục đỉnh cao, tri thức, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.